Hello, xin kính chào quý vị Vanessa hôm nay sẽ uh, quay lại với quý vị ở một cái video về gói cứu trợ, cập nhật gói cứu trợ và tiền thất nghiệp thì đây là một cái thông tin có thể nói là uh, là một cái đánh, một cái mấu dốc, uh, một cái um, dấu mốc để đánh dấu về cái sự đàm phán mới của gói cứu trợ thì em sẽ chia sẻ với quý vị nội dung của bức thư và Nancy Pelosi đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa cùng với bên, uh, hãy nắm tay cùng với Đảng Dân Chủ khởi động lại cái cuộc đàm phán về một gói cứu trợ mới đó thì bây giờ ông Ánh sẽ đọc cái nội dung cho quý vị nghe nha Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo thiểu số thượng viện Chuck Schumer đã kêu gọi lãnh đạo đa số thượng viện Mitch McConnell ngày buổi uh, trong một bức thư của chiều ngày thứ ba tái khởi động lại các cuộc đàm phán về cứu trợ coronavirus trong một gói kích thích mới vì lợi ích quốc gia, chúng tôi yêu cầu các viên chức Cộng hòa làm việc với chúng tôi để đưa ra một thỏa thuận đáp ứng nhu cầu của người Mỹ trong thời điểm quan trọng này. Các nhà lãnh đạo của Quốc hội Dân Chủ đã viết ở trong lá thư như vậy. Cặp đôi đã minh họa một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hoa Kỳ đang phải đối mặt không trong khi ca nhiễm virus gia tăng. Họ cảnh báo mọi người, doanh nghiệp và bệnh viện đang rất cần sự hỗ trợ của liên bang. Pelosi và Chuck Schumer viết hoạt động cứu trợ có nghĩa đòi hỏi viện trợ của các trường học, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân, nơi mà đang bị virus xâm nhập và cộng đồng và khiến cho nhiều người bị mắc kẹt không được giúp đỡ. Các bệnh viện cần hỗ trợ nhiều hơn để giúp cứu những người bệnh và chính quyền tiểu bang địa phương cần phải tài trợ để những người lao động thiết yếu và sự phân phối vaccine cũng rất cần thiết. Đó là họ đã viết ở trong cái lá thư đó, quý vị. Họ tiếp tục, hàng triệu người Mỹ thất nghiệp và những người phải đối mặt với việc trục xuất, đói khát, đòi hỏi các nhà lãnh đạo của họ phải hành động. Đã đến lúc chúng ta phải hành động hơn bao giờ hết. Đó nội dung của bức thư tiếp theo bà nói như vậy. Bức thư được đưa ra trong bối cảnh các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa không thương lượng được về gói cứu trợ corona virus cho đến nay trong vòng hơn một tháng đã qua sự đàm phán của bà Pelosi và ông M. Newton. Tổng thống đắc cử Joe Joe Biden hôm thứ Hai đã thúc giục Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích dân chủ trị giá 3.400 tỷ đô la, mặc dù ông không đưa ra các lĩnh vực có thể thỏa hiệp được với Đảng Cộng Hòa. Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã thông qua kế hoạch trị giá hàng ngàn tỷ đô la vào tháng 5, nhưng các đảng viên Cộng Hòa tại Thượng viện đã bác bảo bỏ nó và không bao giờ đưa ra bỏ phiếu cho một cái gói đề xuất cao như vậy và một làn sóng khác 1.200 đô la thanh toán trực tiếp cho người đóng thuế 600 đô la trợ thất trợ cấp thất nghiệp cho liên bang các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ vừa PPP hỗ trợ cho chính quyền liên bang tiểu 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 bang và địa phương và các quỹ bổ sung để kiểm tra virus và truy tìm liên hệ đều có trong gói 3.400 của đạo luật Hero Act của Đảng dân chủ đã thông qua vào hồi tháng 5 đó quý vị, họ review lại cái các cái khoản quan trọng. Thượng ngò ông Miss McConnell đã đóng sầm gói cứu trợ vào hôm thứ ba để đề xuất ra gói cứu trợ uh, heroic của họ phi thực tế, ông nói rằng đề xuất gói cứu trợ heroic là phi thực tế và uh, mục tiêu kém đến mức các đảng viên dân chủ ôn hòa để chế nhạo dự luật ngay khi Pelosi đưa ra và nói rằng nó sẽ không bao giờ trở thành đạo luật được. Đảng viên Cộng hòa theo kiến thức kỳ nó lãnh đạo đa số thượng viện đã nói ở trên uh, cuộc họp uh, tại Quốc hội vào ngày hôm qua. Thay vào đó, Đảng Cộng hòa ủng hộ kế hoạch 500 tỷ đô la kế hoạch mà Đảng dân chủ đã chặn chặn lại ngay lập tức trong vòng vài tháng qua. Nó sẽ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và quỹ y tế mặc dù chưa ít hơn mặc dù chứa ít hơn trợ cấp tiền thất nghiệp cho liên bang chỉ có 300 trên một tuần cho đến hết tháng 12 năm 2020 nhưng đã bị Đảng Dân Chủ chặn lại và đã không thông qua và cho đến bây giờ thì họ đã nâng lên 650 tỷ đô la đó quý vị. Pelosi đã đàm phán với Tòa Bạch Ốc về gói cứu trợ lớn hơn trong nhiều tháng và Tổng thống Donald Trump cũng đã ủng hộ những nỗ lực trước và sau bầu cử nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang rút khỏi trong các cái đàm phán vì không có trong các cái đàm phán tương lai vì đang ở trong cái người ta gọi là lêm đắc con vịt què đó quý vị thành ra là những cái đàm phán để mà có cái tác động mạnh và tiếng nói mạnh hiện tại bây giờ phải là do ông Miss McConnell dẫn đầu còn lại ở bên phía tổng thống Donald Trump chỉ là những cái tác động ở bên ngoài thôi quý vị nha thì như hôm vừa rồi ông cũng đã đưa ra cái Ờ, cái bài tweet là hãy đưa ra gói cứu trợ cho người dân ngay bây giờ và hãy đưa đến cho người dân cái gói cứu trợ lớn đủ để mà khục phục hồi kinh tế cũng như cứu trợ được người dân trong cái giai đoạn khủng hoảng khó khăn này á quý vị. Nhưng mà họ cho rằng những cái phả, lời phán quyết của ông thì cũng giống như mọi năm thôi là những cái người tổng thống mà nằm ở trong cái giai đoạn chờ cái vị tân tổng thống kế nhiệm á quý vị thì những cái điều mà họ đưa ra họ đều họ đều quy vào là lêm lêm đắc còn gói cứu trợ hoặc là lêm đắc tổng thống đó quý vị là hầu như nó không có nó không có cái lời cái, cái lời nói nó không có cái độ tin cậy nó không có cái độ thuyết phục cao quý vị tiếp theo các chuyên gia cho biết sự xuất hiện của thời tiết mùa đông và nhiều nơi trên những tiểu bang của nước mỹ thời điểm uh, thời điểm chuyển mùa và uh, uh, khí hậu là nguy hiểm cho người dân Mỹ và rất là có lợi cho đại dịch bùng phát vì mọi người sẽ phải di chuyển nhà sẽ phải uh, 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 sẽ phải gặp phải những cái rủi ro khi mà họ di chuyển nhà và nơi mà có thể con virus nó dễ lây truyền nhất nơi một số tiểu bang và khu vực pháp lý địa phương đang phải áp dụng những việc việc uh, những biện pháp đóng cửa doanh nghiệp và hạn chế các kiểm tra uh, và hạn chế các cái hoạt động để kiểm tra được sự uh, lây lan nhanh nhanh chóng hạn chế hạn chế xuống uh, của con coronavirus. Nhiều nhà kinh tế và các viên chức của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc giục Quốc hội thông qua một dự luật gói cứu trợ mới sự phục hồi đang có dấu hiệu chậm lại và nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương. Đó là ông uh, cục trưởng cục dự trữ của bên Fed, ông uh, uh, ông Power Rom -Rom -Rom Tower Power đó quý vị. Có những dấu hiệu cho thấy người Mỹ đang giảm chi tiêu bằng thẻ tín dụng và doanh số bán lẻ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 10. Các phúc lợi quan trọng và người thất nghiệp cũng sẽ hết hạn vào tháng tới mà không không có kế hoạch nào khác được thông qua thì đó ông ấy cũng đưa ra những cái vấn đề là chi tiêu và ở tháng 10 thì giảm xuống doanh số cũng giảm xuống này chi tiêu trên thẻ tiến dụng cũng bị giảm xuống luôn này và trong cái tháng 12 thì như chúng ta đã biết tiền thất nghiệp sẽ chấm dứt nếu như không có cái gói cứu trợ này đưa ra thì thực sự là một cái điều rất khó khăn và Evin lệnh trục xuất ra khỏi nhà cũng chấm dứt trong tháng 12 cái lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đó quý vị Cái lệnh người ta gọi là lệnh mong manh Nó cũng sẽ chấm dứt Và rất nhiều những cái khoản hỗ trợ khác Người ta gọi là những khoản cuối cùng của năm nay là sẽ kết thúc Những cái khoản nào kéo dài nhất thì cũng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 đó quý vị Thành ra là bây giờ họ yêu cầu phải có một cái gói cứu trợ mới Thì hôm nay sẽ có những cái sự đàm phán mới Và Nessa sẽ cung cấp với quý vị Và sẽ chia sẻ trong cái live stream của kênh MMV trong buổi chiều ngày hôm nay Tại vì là những cái thông tin hiện giờ họ vẫn chưa có cho ra quý vị Thì em sẽ chia sẻ với quý vị trong cái live stream của chiều ngày hôm nay rất nhiều thông tin mới Và về tình hình của phía Tổng thống Donald Trump Có thực sự Pennsylvania đã đóng cửa với Tổng thống Donald Trump Có thực sự trà Arizona đã đóng cửa hay không Thì em sẽ chia sẻ với quý vị trong cái live stream vì nó rất là dài Sẽ không nói được ở trong cái video này thì trên thực tế thì có những cái bài báo của ở Mỹ chiều ngày hôm qua họ đã tung ra là tổng thống đã thua ở cái cục diện tối cao pháp viện của tiểu bang Pennsylvania thì liệu ông có bị Uh, chặn đứng ở tiểu bang này hay không thì em sẽ chia sẻ với quý vị nha với cái tỷ số thua năm hai số số phiếu ở trên ghế tối cao pháp viện tại vì năm ghế là của đảng dân chủ và có hai ghế của đảng cộng hòa thôi nên là thua với cái tỷ số năm hai nó cũng là điều dễ hiểu thôi và họ còn đưa ra một cái uh, lý do mới mà tổng thống bị thua đó là cái, cái phiếu bầu không, quý vị phiếu bầu qua thư đó, là ông đã kêu gọi là bầu qua thư không an toàn cho nên là ông đã bị mất cụ thể ở tiểu bang châu trà đáng lẽ ông sẽ thắng với con số áp đảo nhưng ngược lại ông đã bị thua và bây giờ họ đã rì khao lại và có rất nhiều thùng phiếu vẫn chưa được đếm và hiện tại thì họ nói rằng có 24.000 phiếu bỏ qua thư của tiểu bang châu trà mà người dân bỏ cho Tổng thống Donald Trump Nhưng họ đã không đi, không đi bỏ vì họ sợ bỏ bằng thư sẽ bị gian lận Và họ cũng không đi bỏ bằng in person được đó quý vị Thì cái cụ thể, cái nội dung tình tiết nó ra sao em sẽ chia sẻ với quý vị trong cái live stream buổi chiều nay nha quý vị nha Và những tiểu bang tiếp theo, 6 tiểu bang chiến địa uh, Wisconsin, Michigan Uh, châu trà arizona nevada thì họ đã làm việc tới đâu rồi em sẽ chia sẻ với quý vị trong cái live stream của buổi chiều này cảm ơn quý vị rất là nhiều rất mong quý vị ủng hộ vanessa bằng cách like share video cũng như bấm chuông ở bên tay phải uh, để nhận những cái video mới nhất khi mà vanessa ra video cảm ơn quý vị chúc quý vị uh, nhiều sức khỏe bình an trong mùa dịch hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau bye bye